Trang nhà Facebook của Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội vừa cho đăng toàn văn lời chúc mừng Quốc khánh Việt Nam của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken. Cụ thể thì ông Blinken nói rằng: "Thay mặt hợp chúng quốc Hoa Kỳ, tôi xin gửi đến người dân Việt Nam những lời chúc và chúc mừng tốt đẹp nhất nhân dịp ngày Quốc khánh Việt Nam mùng 2 tháng 9. Hoa Kỳ và Việt Nam đã cùng nhau đạt được nhiều thành tựu trong việc thúc đẩy các ưu tiên chung về an ninh khu vực, sự thịnh vượng ứng phó với biến đổi khí hậu." giải quyết các thách thức y tế toàn cầu và tăng cường quan hệ giữa người dân hai nước. Tình hữu nghị của chúng ta được xây dựng trên nền tảng là sự ủng hộ của Hoa Kỳ đối với một nước Việt Nam vững mạnh, thịnh vượng và độc lập và cam kết lâu dài của chúng tôi đối với việc xử lý các vấn đề còn tồn lại sau chiến tranh và các vấn đề nhân đạo. Tôi mong sẽ tiếp tục hợp tác với chính phủ Việt Nam và người dân Việt Nam nhằm mang lại sự thịnh vượng, hòa bình và ổn định cho hai quốc gia chúng ta và khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Cũng trong những ngày này, trang Facebook của Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội cho đăng hình bìa có các em thiếu nhi cầm hai lá cờ Việt Nam và Hoa Kỳ. Trước đó, vào tối mùng 1 tháng 9, chương trình giai điệu từ Hoa Kỳ và Việt Nam đã diễn ra tại nhà hát tuổi trẻ Việt Nam đêm nhạc có sự góp mặt của nhóm nhạc acapella tới từ thành phố New York cùng với nhóm tứ dây tới từ nhà hát nhạc vũ kịch Việt Nam. Trước đó hai ngày, Phó Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ông Veden Patel cho biết là Hoa Kỳ hoan nghênh phái đoàn Việt Nam vừa đến thủ đô Washington DC để tham dự đối thoại lần thứ 9 giữa Việt Nam và Hoa Kỳ về châu Á Thái Bình Dương để cùng thảo luận về lợi ích chung của hai nước trong việc thúc đẩy sự hòa bình, ổn định và thịnh vượng tại khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Derek Phạm, Nửa Vòng Jet TV, từ miền Nam California, Hoa Kỳ. Chương trình này được truyền tải đến quý vị bằng dịch vụ Internet tại nhà của T-Mobile. Pringles giòn tan đến tận miếng cuối cùng với nhiều hương vị và kích cỡ khác nhau Pringles hiện đang có bán tại các chợ và siêu thị trên khắp cả nước